Văn hóa Việt Nam chủ yếu được tạo dựng trên cơ sở nền văn minh nông nghiệp, với xóm làng là đơn vị căn bản cấu thành xã hội và cộng đồng, lưu truyền đời này qua đời khác. Có thể nói cuộc sống của mỗi cá nhân cũng như mỗi gia đình Việt Nam đều gắn bó mật thiết với xóm làng, và ý niệm quê hương cũng bắt nguồn từ làng xóm rồi lớn dần trong tâm tư mọi người. Làng tôi, hai tiếng ấy mỗi khi nói ra đều mang cái ý nghĩa đặc biệt của một niềm tự hào hay luyến nhớ, của mồ mả tổ tiên, của sức cần lao đổ mồ hôi trên đồng lúa nương khoai. Trên lãnh thổ Việt Nam có đến 54 sắc tộc khác nhau chung sống, đôi khi vay mượn rồi đồng hóa những thổ ngữ của nhau. Người Kinh gọi là làng, người thiểu số gọi là trạ, là triền, hoặc ở Tây Nguyên gọi là buôn, là bản. Dù gọi là gì đi nữa thì những tiếng thân yêu ấy đều chỉ một tập hợp hàng trăm gia đình sống quây quần bên nhau quanh ngôi đình cổ, có cây đa lâu đời tỏa bóng mát quanh năm, làm chỗ nghỉ ngơi hội họp cho người lớn hoặc chơi đùa cho trẻ em. Làng như một tổ ấm, như cái nôi đầu đời cũng như nơi an nghỉ sau cùng. Vì vậy làng luôn luôn có sức hấp dẫn thiêng liêng cực kỳ mãnh liệt, giữ chân người ta sống bám lấy làng. Nhưng loạn ly như một cái nghiệp mà người Việt phải gánh chịu qua bao nhiêu thế hệ. Loạn ly có nghĩa là chia lìa, người ta phải gạt nước mắt ra đi, giã từ làng xóm thân yêu, nhưng luôn luôn canh cánh trong lòng ước mơ trở về làng cũ.
bởi ở đó có bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ, bao nhiêu dấu tích của dĩ vãng mà người ta ấp ủ. Buồn hay vui thì cũng vẫn là quá khứ. Như thi sĩ Bằng Bá Lân nhớ về làng của ông với một nỗi xúc cảm chan hòa qua mấy câu thơ: ngày nay tuy ở nơi xa, nhưng khi về đến cây đa đầu làng, thì bao nhiêu cảnh mơ màng hiện ra khi thoáng cổng làng trong tre.
sợ lắm. Đừng sợ. Anh ơi, ông gì đấy? Thành là mình đấy. Tại sao ông ngồi trên cao vậy? Ông có ác không? Không, ông hiền lắm. Ông hay giúp những người như anh em mình. Con đã học bài cho ngày mai chưa? Rồi à. Tiếng gì đấy hả ông? Tiếng súng đấy. Thời buổi gì mà lo lắng mãi. Quê tôi là bao nguồn yêu.
ngất từng xanh, có sông sâu lơ lửng vờn quanh êm xuôi về Nam. Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau, bóng che ru bên mấy hàng cau đồng quê mơ màng. Nhưng than ôi, có một chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi. Thầm mơ bóng ngày về, mơ trong bóng ngày về. Quê tôi chìm chân trời mơ sương, quê tôi là bao nguồn yêu thương, quê tôi là bao nhớ nhung sẽ buồn, là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương. Quê tôi là bao nhớ nhung sẽ buồn, là bao vấn vương tâm hồn. Lòng em giăng lá reo cùng gió, dù bầy chim về hót rộn ràng, ngõ chúc người xa vừa trở lại, thềm cũ mong chờ đã mấy trăng. Hãy thử tưởng tượng cái phút tương phùng của người biển biệt phương xa, bỗng trở về gặp lại cố nhân, niềm vui rào rạt bút mực nào tả cho hết. Nhà thơ Lê Thị Mai qua bốn câu thơ trên mới chỉ nói được phần nào nỗi xúc cảm tái ngộ. Người bỏ xóm làng bao nhiêu năm tháng, nay quay về nhìn lại cảnh xưa vẫn nguyên vẹn, vì thời gian dường như đã dừng lại để chờ người về nối lại chuyện tình. Thi sĩ Bùi Viên Mị viết: còn cây đa ở cạnh đình làng, già thêm bao tuổi với thời gian, nhìn lên màu khói rêu phong nhuốm, tôi ước chim về chơi trước sân.
những đêm